Sáng ngày 7 tháng 7, tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu phiên thảo luận những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Cụ thể, đại biểu Trần Quang Thắng hỏi về công tác điều chỉnh quy hoạch, rà soát quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Theo đại biểu, kết quả rà soát có bao nhiêu khu đất, nguồn vốn ngân sách để phát triển nhà ở xã hội là bao nhiêu? Vì sao thủ tục đầu tư nhà ở xã hội luôn khó khăn hơn nhà ở thương mại để doanh nghiệp ngại đầu tư nhà ở xã hội? Xác định chính sách nhà ở tốt sẽ là điều kiện để giữ chân người lao động đến Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Lê Thị Kim Thúy chất vấn. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội cũng như đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển thêm bao nhiêu nhà ở xã hội? Trả lời những nội dung trên, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Quân cho biết, chương trình phát triển nhà ở là nội dung Thành phố Hồ Chí Minh làm xuyên suốt, liên tục, có tính kế thừa. Sở cũng đã tham mưu cho Thành phố Hồ Chí Minh có chính sách hỗ trợ chủ nhà trọ cải tạo, nâng cấp phòng trọ. Thông tin với các đại biểu về chương trình nhà ở của Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Quân cho biết, giai đoạn 2021-2025, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nhà ở xã hội là 35.000 căn, tương đương 2,5 triệu mét vuông sàn, cao gấp 2,3 lần giai đoạn 2016-2020. Sở Xây dựng đã tham mưu các giải pháp quyết liệt để thực hiện mục tiêu này, cụ thể là rà soát các diện tích nhà ở xã hội trong các dự án thương mại. Kết quả có 33 dự án nhà ở thương mại có 20% quỹ đất nhà ở xã hội, tương đương 70.000 căn nhà ở xã hội. Kết thúc môn thi ngữ văn, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm lý thoải mái, sẵn sàng tâm thế cho buổi thi chiều nay. Theo chia sẻ của nhiều thí sinh, đề thi ngữ văn vừa sức không đánh đố học sinh. Câu đọc hiểu của đề ngữ văn 3 điểm, trong đó có nội dung yêu cầu. Thí sinh nhận xét về suy ngẫm của tác giả, về ý nghĩa sự hy sinh của tuổi trẻ, được thể hiện qua một đoạn trích của bài thơ Con đường của những vì sao, tác giả Nguyễn Trọng Tạo. Câu nghị luận xã hội 2 điểm, yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ của mình về trách nhiệm của giới trẻ trong việc tiếp bước thế hệ đi trước. Câu này được nhiều thí sinh đánh giá sát với đề thi minh họa mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành. Câu hỏi 5 điểm, thuộc tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Sáng ngày 7 tháng 7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới kiểm tra điểm thi tại trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông năm 2022 của thành phố Hà Nội và các địa phương trên cả nước. Phó Thủ tướng lưu ý, việc thực hiện quy chế thi phải hết sức nghiêm túc, song đồng thời tạo điều kiện tối đa cho thí sinh. Cụ thể, các điểm thi cần nhắc nhở thí sinh nhiều vòng, nhiều lần về việc không mang những thiết bị, vật dụng không được phép vào phòng thi. Đối với những trường hợp đến muộn hay vi phạm quy chế trong phòng thi thì cần xem xét kỹ càng đúng với thực tế, tránh để các cháu bị thiệt thòi vì những lỗi không đáng có hay vô ý mắc phải. Sáng ngày 7 tháng 7, ông Lê Văn Lực, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa cho biết, chiều nay xã sẽ tổ chức gặp mặt biểu dương đối với ông Phan Văn Truyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, người đã có hành động dũng cảm cứu người khỏi đuối nước. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 6 tháng 7, ba cháu bé ra bờ kênh Nam thuộc địa phận thôn Ba Yên Lược, xã Thuận Minh để chơi. Không may ba cháu bị rơi xuống kênh và bị nước cuốn trôi. Phát hiện sự việc, ông Phan Văn Truyền và ông Nguyễn Văn Đại, trú xã Thọ Hải đã nhảy xuống cứu được hai cháu, còn một cháu bị nước cuốn đi và tử vong sau đó. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa có thư khen anh Trịnh Văn Tài, nhân viên gác chắn đội đường sắt Biên Hòa, công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn vì hành vi dũng cảm cứu người. Thay mặt lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng biểu dương tinh thần dũng cảm, thái độ làm việc đầy trách nhiệm của anh Trịnh Văn Tài, cũng như nhiều hành động cao đẹp khác của cán bộ, công nhân viên và người lao động ngành đường sắt trong thời gian qua. Ngày 7 tháng 7, ông Tăng Quốc Lập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cùng đại diện phường Xuân Lập cũng đã tới thăm và tặng giấy khen cho anh Trịnh Văn Tài. Ngày 7 tháng 7, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Kon Tum đã nhận được kết quả giám định nguyên nhân các mẫu sâm Ngọc Linh chết trên địa bàn hai xã Mang Ri, huyện Tu Mơ Rông và Ngọc Linh, huyện Đắk Lây, cùng thuộc tỉnh Kon Tum, từ Trung tâm Bảo vệ Thực vật miền Trung thuộc Cục Bảo vệ Thực vật. Kết quả giám định cho thấy lá sâm Ngọc Linh của cây bị bệnh ở xã Ngọc Linh và Mang Ri đều phát hiện nấm Puccinia sp. Trên mẫu củ sâm Ngọc Linh thu tại xã Ngọc Linh, phát hiện nấm
Rhizoctonia sb. Ngoài ra, trong mẫu đất thu tại xã Ngọc Linh có tuyến trùng ký sinh thực vật. Mẫu còn lại tại xã Măng Ri không có tuyến trùng gây hại. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã không lãng phí thời gian khi bắt tay ngay vào thực hiện cam kết phục hồi ngành năng lượng hạt nhân quốc gia ngay sau khi nhậm chức hồi tháng 5. Điều này đánh dấu một sự đảo ngược chính sách đáng kể so với người tiền nhiệm vốn thận trọng về loại năng lượng này. Theo ông Choi Sang-mok, thư ký cấp cao về các vấn đề kinh tế của Tổng thống Yoon, Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết mình để giành được đơn đặt hàng cho các nhà máy điện hạt nhân. Cũng theo ông Choi, ngành công nghiệp hạt nhân Hàn Quốc trên thực tế đang trên bờ vực sụp đổ do cựu Tổng thống Moon Jae-in loại bỏ các lò phản ứng hạt nhân vì lo ngại về an toàn. Hàn Quốc xây dựng lĩnh vực năng lượng hạt nhân trong nước bằng công nghệ của Mỹ, được cho là đảm bảo về độ an toàn và độ tin cậy.